của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Thành ra đó là chúng ta vào thăm lễ Phật cúng dường Tam Bảo. Nếu mà có duyên đó thì chắc đây rồi đây. 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 Mình có duyên đó thì mình đi thăm. Có lớp trung cấp Phật học của Phật giáo. Trung cấp Phật học của tỉnh á. Mới vừa làm chánh niệm mới.
ba miền, miền Bắc á, miền Bắc có chùa Văn Sứ, cái chùa của Bạch Phổ mình trước ở đó, còn miền Trung thì là miền Nam thì đây là tổ đình, tổ đình danh tiếng nhất của Nam Bộ đó, của truyền thống Phật giáo Bắc truyền đó, tổ đình nổi tiếng lắm, gọi là Đắc Pháp, Đắc Pháp ở Vĩnh Long, đúng rồi, rồi Chí Tịnh và Pháp Hải cũng không ở đây nữa. Các cơ vị mà lãnh đạo lớn của Phật giáo được trao tăng danh tăng là hiệu chúc tăng từ đây hết, là Điện Hoa, Điện Hoa là từ đây hết, và được Điện Hoa là thầy của ngài Thánh Từ đó, phải không? Tông chủ thì phái chúc tăng Việt Nam đó là cũng gốc từ ở chỗ tổ đình này mà ra hết. Thành ra có thể nói Phật giáo miền Nam đó là không ai mà không biết về cái tổ đình Lũ Siêu này hết. Mình đi về miền Nam mà nói đến cái tổ đình danh tiếng nhất của Phật giáo miền Nam là nói đến cái Phật học đường Lũ Siêu này đây. Ta đó là nơi mà đào tạo tăng tài lớn cho Phật giáo của Nam Bộ đó, và là phong trào chánh hương Phật giáo được hình thành ở tại nơi đây. Đây là bài thoại tiền bạc của Phật giáo. Ta biết Pháp đó, Pháp đó họ vô họ đô họ đó thì mấy hòa thượng muốn thôi về dạy cái quốc ngữ hơn là chánh hương lại cái quốc ngữ, chánh hương lại cái truyền thống của tông phong. Thành ra mấy hòa thượng đó mới để tâm để mà sáng lập nên cái trường Phật học ở đây. Đây là hòa thượng Diệu Hoa sáng lập xong là tới năm 1993. Thì thiếu điều kiện để mà đào tạo tăng tài, nhưng mà đến năm 1999 thì bà được nhận được tên là bà được vị chủ ở trước đây, bắt đầu là khôi phục lại cái máy trường và tiếp tục đào tạo đến nhân sinh. Thì ở đây là mỗi khóa tất cả tốt nghiệp đều là học gì học, đều là học gì mà các bạn biết đó là cái dấu ấn của các vị tổ lớn của miền Nam đó là thanh chân ở đây thôi. Là mình về đây như là một cái thánh tích, như là một cái thánh tích của Phật giáo miền Nam. Cái này gọi là tổ đình, tổ đình đó, người bị tổ tập trung ở đây này, để học ở đây này. Thành ra nói cho cái ý nghĩa đó là nó quan trọng lắm. Để người Phật tử mà mình có cái niềm tin tâm bảo và mình có cái hướng về cái giáo dục đó, thì ai cũng biết, ai cũng nhớ đến cái tổ đình này. Mình tìm hiểu thông tin lưu lượng hiện tại điển hình là còn bị còn hiện tiền vào bằng du lịch là học á, còn bị nhân dân luôn là đứa con sẽ được dinh dưỡng ngày mỗi lần mà có lẽ nhớ mà được đứng vậy ngày mốt á, mình đi qua An Giang có thăm cái tổ đình Phi Lai hòa thượng Chí Thiền ngày xưa là cũng là cốt công đức với cái quý của hòa thượng bỏ ở đây bỏ Phi Lai đó, là từ cái chỗ cái tổ đình này, từ cái tổ đình gốc này mà ra hòa thượng chủ tịch bây giờ của giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là hòa thượng Thích Thiện Nhân ở chùa Minh Đạo đó, ở chỗ quận 3 đó, thì cũng là tổng học từ cái ngôi Phật học đường này. Cái lúc mà cụ Thanh Từ là còn khỏe thường xuyên đi tới đây để mà nhớ, bây giờ này biết thì nó mất có tấm gốc tổ gốc tổ đây những quý vị cũng là tổ kìa, thầy đi với thầy đi qua. Vì sao lại xả tổ với vị tổ chắc chắn là Phật giáo khó có được, không có tiếng nào mà không tận được lắm.
là cái trường Phật học này sẽ bị giải thể. Trong nhà Phật họ gọi những vị này là long tượng đó. À, long tượng là những cái vị mà lưng đóng của Phật giáo, lưng cột của Phật giáo. Nếu không có những vị này thì Phật giáo chắc chắn không những vị được. Những vị này thì do họ không có những vị đề tác những thân rõ hết rồi. Ở đây thì mọi người cũng mới vừa làm tổ ở đây. Hồi trước là tổ nằm qua Bắc Giang. Nhưng mà vô thì cũng mất mất. Để thờ mọi người vừa làm tổ. Tại cố định thời điểm là thị trưởng phần mình thay đi làm chắc. Vì sao cái này được? Ở đây thì thường như chú trọng vấn đề từ thiện, hoặc là từ thiện đứng đầu tỉnh, cứ xây cầu đường, làm cho học bổng, giúp đỡ người nghèo. Sắp tới đây ngày mai ngày mốt đi cũng phát quà, thế là người nghèo một ngàn phần. Thưa thầy là ở chùa nào mà thầy đang học ở đây? Thầy là ở trong chùa dưới của quyền Chú Cần. À, Chú Cần. Là thầy lên đây học. Mà thường đi vào những công việc nhiều lắm, tư suốt. Cái thầy thì cứ lo công việc thôi đó, thời gian hết. Cái mới về đi luôn, mới đi đó. Đây là làm lại mới là năm mấy thưa thầy? Năm 2000. Năm 2000. Tùng tôi là thầy, tùng tôi là năm 2000. Thì nó vẫn giữ cái chất cổ ở trên mái chùa, còn mấy cái cánh điện thì hiện đại lắm. Chứ không có nhà mình có cái mức hình của mấy vị. Đúng rồi. Hồi trước là đúng rồi. Ở trên ta cũng có. Câu đó là mấy cái vị mà dạy đó, các cái chư tăng cả Nam Bắc gì có gì đây học hết, ai gì học. Ví dụ mà đi mà nghe mấy cái phân khúc lớn thì mình học được xuyên này. Con lên cái mặt trước.